Xin chào các bác ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái đôi loa Pioneer có model là SEU5TB ha. Đây là một cái dòng loa đời mới ha, rất là hiện đại và rất là đẹp. Thì cái giá xuất xưởng của nó lên đến là 28.350 yên, sản xuất vào tháng 8 năm 2005. Với cái đôi loa này ha, thì đôi loa cột ha, thiết kế theo cái phong cách châu Âu ha, và đã được hãng Pioneer đặt hàng một nhà thiết kế tại thị trường châu Âu và sử dụng cho cái thị trường bên đó ha, phù hợp với những cái xu hướng cái nội thất theo cái phong cách châu Âu. Thì với cái đôi loa này ha, thì nó sẽ có hình dạng hình giọt nước ha, nhìn rất là đẹp ha. Thì nó sẽ có hình dạng bầu ha, đây các bác sẽ thấy ha, nó hình bầu luôn ha, hình bầu tròn, và phía trên là vuông vứt ha, và phía sau là tròn. Tròn đều cả cái thân luôn ha. Thì với cái kiểu dáng này ha, thì các bác sẽ thấy nó sẽ phù hợp với những cái loại loa như là Wavefolding cao cấp của Anh Quốc ha. Rất là phù hợp với những cái phong cách nội thất sang trọng kiểu châu Âu. Thì cấu tạo nó sẽ gồm một loa chép đơm 2,5 cm bằng vật liệu 500 là neodymium có hiệu suất cao, và đối với cái dòng này thì nó sẽ có tiếng chép rất là sáng tiếng, và hai cái loa bass 14 cm và có màn loa bằng sợi thủy tinh. Thì với cái vật liệu này thì nó sẽ có tính chất là tái tạo tần số thấp rất là rõ ha, và với cái hậu thùng nó rất là sâu nên tiếng bass nó khá là mềm. Và cái đôi loa này thì nó sẽ có trở kháng là 8 ohm và giải tần từ 40 hertz cho tới 20 kHz, độ nhạy là 87 decibel, và cái công suất của mỗi loa là 130W. Về kích thước của nó là chiều ngang là 195 mm, chiều cao là 1032 mm, tức là tầm khoảng 1 m, và chiều sâu là 289 mm, và cân nặng là 13,4 kg một loa. Thì hình thức còn khá là đẹp ha. Cái lỗ có thiết kế cái lỗ thông hơi nên chất âm của nó khá là thoát ha. Rồi, tất cả những cái góc cạnh của nó thì còn khá là đẹp nha các bác. Và cái đôi loa này ha, thì nó sẽ thiết kế là hai cầu bi quay luôn ha. Đó là những cái thân phía sau của nó. Thiết kế dạng tròn bầu dục ha. Và đây là cái thông số của nó ha, 8 ohm SEU5TB. Thiết kế bắp chuối bi quay luôn ha. Thì với cái đôi loa này ha, thì trên thị trường cũng khá là hiếm nha các bác. Các tiếng loa thì còn rất là đẹp ha, chưa hề đụng chạm gì bên trong luôn. Các bác sẽ nghe là chất âm của nó là rất là sáng tiếng ha, và bass tiếng bass rất là mềm mại ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio ha. Xin chào tạm biệt các bác ạ.